Dù rằng có lực lượng công an chốt chặn nhưng những quái xế này vẫn dùng hết tốc lực để tăng ga, thông chốt. Tối ngày 18 tháng 10 năm 2023, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết Công an huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Thị Ngọc Ảnh và Bùi Đức Duy, cùng ở xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi về tội gây dối trật tự công cộng. Vào tối ngày 11 tháng 10, ảnh và Duy cùng một số thanh thiếu niên chạy xe máy không đối mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng và nhiều lần chạy qua khu vực tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an huyện Kim Bôi làm nhiệm vụ để thách thức lực lượng chức năng. Khi tổ công tác ra yêu cầu dừng xe để xử lý thì nhóm này đã tăng ga để thông chốt, tiếp tục đánh võng để lạng lách, thể hiện bản thân, thách thức và gây nguy hiểm cho các phương tiện khác cũng như các cán bộ làm nhiệm vụ. Và đây là hậu quả của việc làm này. Căn cứ tài liệu thu được, Công an huyện Kim Bôi đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ảnh trong thời gian 60 ngày và bắt tạm giam duy thời hạn 40 ngày kể từ ngày 18 tháng 10. Công an huyện Kim Bôi cũng đang điều tra củng cố tài liệu để xử lý những người có liên quan. Đáng chú ý, thời điểm lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ảnh, đối tượng này đã ôm một số người thân và khóc lóc. Những người thân của ảnh đều không ngờ con cháu mình lại có những hành vi như vậy.